Anh em thân luyến, hôm nay tôi sẽ siêu bộ Tunovit PB Suite Tool các phiên bản có mặt tại kho của HT Good và duy mất nhất chỉ có trên công cụ TV. Đây là 4 mẫu PB Suite Tool và số lượng có hạn, anh em phải lưu ý và cũng sẽ được khuyến mại rất đặc biệt. Đầu tiên, đây chính là phiên bản này và duy nhất chỉ còn một bộ thôi. Đây là phiên bản PB mạ vàng 24 carat. Anh em không phải lo là trong quá trình vặn nó kém bền, mà thực ra cái đầu bền của nó nằm ở đây. Tất cả cái đầu mạ này từ đây đến đây là cái quá trình tiếp xúc trực tiếp với cái con đầu vít, do vậy là không sợ kém bền, mà chỉ có giai đoạn công đoạn cuối cùng đó chính là được mạ vàng 24 carat mà thôi. Gồm có 2, 4, 6, 7 đầu và gồm hai cái tô vít dẹt để sửa chữa những cái loại nhỏ và một cái cán. Cán trên chữ này cũng được mạ bằng vàng 24 carat và suýt mết dập ở trong này. Duy nhất chỉ có ở PB Suite Tool và khuyến mại còn một bộ duy nhất là 3 triệu 200 ngàn đồng. Chỉ còn một bộ thôi và anh em lấy nhanh thì sẽ được. Và phiên bản này sắp hết hạn, sắp discontinue. Một phiên bản mẫu nữa đó chính là những cái thân đều viết đầy như thế này, anh em nhìn thấy. Thì phiên bản này là mạ Niken chống rỉ, còn kia là mạ vàng. Do vậy phiên bản này giá nó tốt hơn. Và phiên bản này là PB8218GIV01. Nó thêm một cái bút thử điện PB175-0 như này. Cán cũng cán cần dạng Ego. Và mẫu này cũng được khuyến mại là 1 triệu 730 ngàn đồng. Anh em có thể lựa chọn mẫu này VIP hơn. Ui, giá bán lẻ là 2 triệu 2 đấy. Một bộ nữa giống với bộ này luôn, thiếu một cái con đầu, thiếu một cái con bút thử điện thôi. Tuy nhiên rằng cái cán này anh em có thể nhìn thấy đây là cán màu vàng. Thì với phiên bản cán màu vàng như thế này là phiên bản tiêu chuẩn chống tĩnh điện ESD. Thì cái tiêu chuẩn ESD này anh em có thể nghiên cứu hơn là trên tiêu chuẩn chống tĩnh điện. Cán của nó ấy có thể là làm việc ở những cái nguồn điện, dòng điện nó lớn nhưng mà hiệu điện thế lớn nhưng mà dòng nó nhỏ, thì nó sẽ chống tĩnh điện ở cái đấy. Đầu vít vẫn như vậy, gồm PH1, PH2, cỡ đầu vít hai cạnh là 2, 3, 4, 5, một cái chấm dấu và hai tô vít hai cạnh như này. Đây là phiên bản ESD, là phiên bản chống tĩnh điện và giá của nó là 1 triệu 700 ngàn đồng và khuyến mại số lượng có hạn cho anh em, duy nhất chỉ có công cụ TV. Hai bộ này hoàn toàn giống nhau, đây là bộ ESD và đây là cán thường dạng Ego. Còn tay này tôi không nói rồi, nó giống nhau hết. Và phiên bản này là 1 triệu 650 ngàn đồng. Anh em xem ở đâu có cái giá này không. Và ở trên video này thôi. Và video này cũng sẽ hết hạn vào khoảng hơn một tuần nữa thôi. Thời gian hết hạn sẽ nằm ở phía dưới của phần miêu tả. Thì anh em sẽ theo dõi vào phía dưới này nhé. 1 triệu 650 ngàn đồng PB8215. Duy nhất chỉ công cụ TV và anh em có thể lên mạng xem làm gì có nơi nào có thể giá tốt hơn được nữa. Tiếp theo nữa là một phiên bản Tunovit đóng của Anex. Phiên bản này khá là đặc thù. Bình thường anh em có thể nhìn thấy đó chính là những cái con gen ngược để tháo con vít gãy. Tuy nhiên rằng phiên bản Anex nó thêm một phiên bản nữa. Phiên bản này một số anh em có thể chưa biết. Đây, nó không phải là gen ngược nữa mà là những cái gen khác. Có nghĩa là cái đầu nó phá khác. Thì tôi sẽ giới thiệu anh em dần dần. Đầu tiên đó chính là một cái tay. Với cái tay này là tay nắm chính. Và phiên bản này là có thể đảo chiều được ra hoặc vào. Khi nào anh em muốn vặn vào thì sẽ phá nó vào trước, sau lại xoay nó ra thì điều chỉnh nó, để điều chỉnh nó là siết nó vào chút được cho nó long cái gen ra. Thế còn ngoài ra nữa, đây là những cái đầu, ví dụ anh em nhìn thấy đây, đây là những cái đầu nhọn, nó có hai cạnh thôi nhưng mà nó lại làm rất là sắc để khi mà anh em có dùng cái búa đóng nó xuống, đóng xuống con vít đã bị hoen gì đó, sau đó thì anh em đóng để bật nó ra, lắp vào đây để bật nó ra. Thao tác bước đầu tiên đó chính là để như này, đóng vào con vít bị hoen gì muốn lấy ra, sau đó sập vào. Lưu ý rằng ở trạng thái là gì, xoáy ra. Để biết được ra hay không thì anh em ấn xuống dưới nền này để anh em biết được là đang ấn ra hay ấn vào. Sau đó dùng búa đóng đột ngột là con vít nó sẽ bật ra. Đây là cái mẫu đầu tiên, đó chính là cái mẫu khóa như thế này.
Còn đây nữa là những cái mà đầu dạng kiểu như là được thiết kế là nó hơi sao sao một chút, 1 2 3 4 5. 5 cạnh và hơi sắc. Đây. Anh em có thể nhìn thấy, zoom lên anh em có thể nhìn thấy này. Đó, 5 cạnh và nó hơi sắc một chút như này. Để sao? Để anh em có thể khoan một cái lỗ. Con vít nó bị gãy rồi, nó bị gãy trong đó, nó gãy đầu rồi, anh em khoan một cái lỗ tâm. Tùy vào cái con vít cỡ to hay nhỏ để anh em dùng cho nó phù hợp. Khoan một cái lỗ ở giữa tâm con vít, sau đó dùng cái này đóng nó xuống, đóng vào cái lỗ đó. Sau đó thì dùng cái con tay quay này để đóng nó bật nó ra cái con vít này. Đó. Có nghĩa là con này thì phải khoan nó trước, còn con này thì không cần khoan. Dùng đóng thẳng trực tiếp vào, sau đó thì phá để nó ra. Nếu mà phá con này không ra được nữa thì bắt đầu mới khoan mồi một tâm ở giữa, nhồi con này vào, sau đó để siết nó ra. Thì cái vật liệu này sẽ là một vật liệu cứng hơn. Anh em có thể trên thân thì đều ghi made in Japan cả. Chỉ phiên bản này là chuyên dụng cho tháo ốc gãy, không phải là tháo ốc gen ngược như con kia, mà đây là cái bộ này là bộ tiêu chuẩn của nó. Là chỉ cần khoan cái lỗ bình thường là có thể giã được nó va ra rồi, xoáy nó ra rồi. Được đặt vào trong một cái hộp nhựa như này. Và video này và khuyến mại cho quý vị còn 1.600.000 đồng. Ngày trước tôi nhớ rằng là bán có hơn 2 triệu một con bộ đấy. Bây giờ hiện tại thì còn 1.600.000 đồng, là giá cũng rất tốt rồi. Với con này thì anh em có thể là tháo được các cái loại từ M3 đến M6. Anh em có thể tháo được ra hết, đóng ra hết. Đôi lúc là kể còn to hơn anh em cần thiết cũng phải đóng nó ra được. Một sản phẩm nữa mà anh em thấy ở video trước ấy, đó chính là một cái súng xịt khí. Đây là phiên bản súng xịt khí chống ồn. Có nghĩa là đầu nó đưa ra những cái lỗ nhỏ này, điều chỉnh xoay như này. Của hãng Seijin. Cái này là của Thụy Điển, nổi tiếng luôn. Và 1.052.000 là giá bán lẻ. Và video này sẽ khuyến mại còn 850.000 đồng. Đây là súng mà xịt không có tiếng, có nghĩa là chỉ nghe thấy tiếng khí xì ra thôi. Chống ồn, súng xịt khí chống ồn. Anh em là dùng trong gia đình hoặc là VIP Pro hơn nữa thì có thể là dùng trong gia đình xịt sạch các cái đồ vật là ngon nhất rồi. Nếu có máy nén khí, 850.000 đồng và được miễn phí ship. Ngoài ra nữa thì có súng loại thường là cái loại 45 và 50. Kaguta là chùm made in Japan trong các loại súng xịt khí thân nhôm. Đây là dạng mẫu thông thường AG45LP. Và AG45P nó khác nhau bởi cái nút ấn như này. Đây, bóp. Và giá con này là 400.000 đồng. Con này là 450.000 đồng, là khuyến mại giá rất tốt. Thế còn phiên bản VIP hơn nữa, 400 và 450 nó chỉ khác nhau mỗi cái vòi không mà sao giá lệch nhau 50.000 ấy. LP là cái vòi, à, cái bóp cò như này, còn P là nút ấn. 400 và 450. Ngoài ra để điều chỉnh khí được tốt hơn thì có AG4550LP và AG50P. Cơ cấu đều giống nhau và được, đây nó ghi rõ luôn là cái đầu vòi có thể điều chỉnh khí được. Thì với cái phiên bản này ấy, là LP là 580.000 đồng và P là 540.000 đồng. Lệch nhau cũng 40.000 đồng. Thì phiên bản này anh em có thể dùng được ở các cái trường hợp khác nhau. Ví dụ như là không cần lực khí quá lớn, chỉ cần xì nhẹ và rộng thì hãy dùng cái con có thể điều chỉnh khí này. Và đây, một chiếc kìm chết của VIA hiện tại là đang chỉ còn có nhỏ nhỏ còn ít thôi, made in Germany. Phiên bản này là phiên bản có thể cắt được dây thép 29486 và video này cũng khuyến mại như lần trước luôn các anh em. Mà thỉnh thoảng anh em có thể nhận được cái chương trình khuyến mại ấy, 800 là chỉ còn 600.000 đồng. Made in Germany. Chắc chắn anh em trải nghiệm sẽ hơn một số hãng của Đức. Và giá tất nhiên là chỉ có 600.000 đồng vì chúng tôi phân phối VIA phiên bản này tốt. Có cái phiên bản kìm tự động chết của kìm chết tự động, kìm bấm chết tự động của Facom ấy, nhẹ như là gì, 1.940.000 đồng. Tôi sẽ xé ra cho anh em xem. Lực bóp cực lớn nhưng mà khi lực nhả lại cực nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với phiên bản của VIA.
Hiện tại là tôi sẽ bóp một cái khóa như thế này để anh em có thể nhìn thấy. Chặt hơn đi. Khóa vào. Và tất nhiên rằng là tôi muốn nhả nó ra. Đây. Để thể hiện được rõ nhất là tôi sẽ đặt cái, anh em có thể nhìn thấy không? Đây. Đây. Để anh em có thể biết được cái lực siết của nó ra nhẹ nhàng như thế nào. Đây, tôi muốn nhả nó ra này. Và cái con này là con cái đầu cốt nó sẽ không bị rơi ra này. Nhả này. Xin lỗi, hơi rung tay. Đây. Đó. Và tôi nhả nó ra này. Đây, nó vướng tay. Đây, tôi cầm nó ra. Đó. Có nghĩa rằng nó có cái cơ cấu thông minh này. Đây. Bóp đầu tiên là bóp rất là chặt. Sau đó thì anh em nó sẽ có một cái khoảng, luôn luôn khoảng này. Để ấn cái nút này ra đây. Này, ấn ra. Rất là nhẹ. Và với phiên bản của Facom này nó có khả năng mở được rất rộng như này để phù hợp với nhiều mục đích cho anh em kẹp được. Còn ở VH tốt như vậy thôi, nhưng mà nó vẫn là trên cái phiên bản, dựa trên phiên bản là gì? Phiên bản tiêu chuẩn standard. Do vậy là khi mà kẹp như này vào là lấy ra được là hơi bị khó luôn đấy. Tôi thử nha. Vì nó bật tạch cái này. Đó, cho dù là đây, anh em muốn làm thì bây giờ là phải bật cái này ra. Đó, nó rất là tất nhiên là muốn nhẹ nhàng lắm nhưng mà không được. Vì sao? Vì lực kẹp của nó khi mà nó giãn chặt, đây là đang để chế độ dạng vừa vừa đấy, còn đâu muốn chặt hơn nên phải nhả. Đấy. Đó, có nghĩa là cái lực bóp của nó nhẹ như này, phải đẩy mạnh như này nó sẽ rung. Và nếu mà một cái lực chặt đấy thì có những cái trường hợp anh em dùng kìm kém chất lượng này còn mở cái này không được cơ. Nhưng với Facom thì cơ cấu mở của nó cực kỳ thông minh và cực kỳ nhẹ nhàng, làm cho anh em thợ khi mà muốn mở ra cái phôi ra ấy, kẹp phôi mở ra rất là đơn giản. Thì cái này đang khuyến mại là 600.000 đồng. Còn phiên bản này là phiên bản to nhá, phiên bản 280 là 1.940.000 đồng. Và hiện tại rằng là giữa tháng 9 là chúng tôi sẽ về phiên bản nữa. Vừa rồi về phiên bản 230 nó hết rồi. Thì phiên bản đấy chỉ có 1.570.000 thôi. Phiên bản này to hơn là 1.940.000 đồng. Là chương trình khuyến mại của lần này. Một chiếc kìm ép cốt của TTC. Anh em dùng mà sửa chữa gia đình ấy, thì những cái cốt này là ok. Đây là phiên bản dùng bằng cốt trần. Nó như cái AK2MA luôn. Đây tôi đưa ra AK2MA. AK2MA đâu rồi? Vừa rồi thấy đặt về hết rồi. Nó như một chiếc AK2MA ấy anh em. Nó từ 2.5, từ 1.25 đến 5 mm vuông, dùng cho ép cốt nó cũng nhẹ và cũng tất nhiên là made in Japan rồi. Phiên bản này cũng nhẹ của TTC. Nó cũng như AK2MA, thực ra thì chắc là cùng một chỗ đẻ ra ấy mà. Nhưng nó bát thương hiệu thôi. Với phiên bản này do nó mới rồi, nó giá nó tốt hơn. Là 1.262.000 và được khuyến mại 10% là 120.000 thì còn 1.140.000 đồng. 1.140.000. Phiên bản này rất hay, nó như AK2MA. Còn AK2MA là 1.550. Còn đây là 1.140.000 đồng là phiên bản này. Còn nếu anh em mà làm điện chuyên hơn thì dùng một cái T8 này cũng được. Là con này đến 8mm vuông. Bấm thì về cơ bản tôi nhận xét rằng là khi bấm ép cốt này, độ chính xác của nó như Lobster thôi. Lobster là cái thằng khá là xa xỉ. Nó không bán, nhà máy nó không bán trực tiếp cho tất cả đại lý ở Việt Nam mà nó bán lẻ. Cái thằng này hiện tại nó sẽ bán cho đại lý, là chúng tôi sẽ, nó sẽ cấp hỗ trợ chúng tôi nhập về được. Và cái này giá của nó là 1.400.000, rất rẻ luôn. 1.400.000 trừ đi 140, còn 1.260.000. 1.260.000, rẻ đấy chứ. Xin lỗi phải không? 1.400.000 thì trừ đi 160 là còn 1.260.000. Chuẩn. Với phiên bản này thì hiện tại nó bằng cái AK15A của Lobster và là 1.700.000. Hiện tại cũng đang có sẵn đây này, AK15A này. Hay 1.715. 1.890.000. Nó đúng như nhau luôn anh em. Lobster này, đây đúng như nhau.
xem nó chiều dài bằng nhau. À, cái TTC nó ngắn hơn một chút, nó ngắn hơn một chút, còn về cơ bản thì là như nhau. Đây, cùng một ống đẻ ra. Hai thằng thiết kế khác nhau một chút anh em ạ. À, giống nhau, giống nhau. Đây, 1.890.000 và cái này là 1.240.000 đồng. Anh em có thể lựa chọn vào nó ép cốt được đến 8mm vuông. Cái này đến 8 luôn, giống nhau mà. Đấy, thì anh em có thể lựa chọn được cái phiên bản này, nó sẽ rẻ hơn một chút nữa. Và đây là giá khuyến mại chương trình thôi. Còn tới đây thì nó sẽ tăng giá lên là 1.400 mấy ấy. Chưa V, là cả V nó đắt hơn một chút. V 10%. Đấy, 1.240.000 đồng là phiên bản này. Còn anh em là có thể là thích lobster rồi thì vẫn có thể đặt lobster được ở trên hệ thống, ở trên kho chúng tôi vẫn còn lobster. Phiên bản này là phiên bản nó xa xỉ hơn. Còn TTC kia thì nó là phương án mới cho anh em, như vậy là giá nó tốt hơn. Tiếp theo nữa là một chiếc bơm mỡ của Yamada. Đây là một hãng nổi tiếng của Nhật, bơm mỡ. Nói chung trên hệ thống của Nhật thì bơm mỡ Yamada là chùm rồi. Với phiên bản này là 120cc. Anh em có thể là mua mỡ về nhét nó vào. Đó, về nhồi mỡ vào đây. Sau đó vặn vào. Nhả ra. Và bơm. Thì đây là cái này thì có thể bơm mỡ được từ những cái bánh xe đẩy hàng, hoặc là anh em làm máy móc các thứ có những cái vú mỡ để bà tra mỡ thường xuyên ấy. Thì đây là cái này là dùng để tra mỡ. Cái phiên bản này là Yamada và bảo hành 2 năm. Hỏng đổi mới không thành vấn đề gì. Những cái phiên bản mà chúng tôi đã nhập về nó là thuộc loại là những cái hãng có máu mặt cả trăm năm rồi. Do vậy là độ bền hay là độ chính xác hay là cái giá thành của nó cũng rất là phải chăng, và bảo hành quan trọng là được lâu bền. Thì cái đấy là 1.100.000 đồng. Đây là phiên bản KH-120, 1.100.000 đồng. Còn phiên bản nữa là phiên bản 2 chấu, vam 2 chấu Made in Japan của hãng Super. 2 chấu này là độ mở của nó là 100, là dành cho pulley của anh em là 100mm. Và 1.148.000 và được giảm giá 10%, còn 900.000. G4 vẫn nguyên đài nguyên kiện, tôi không bóc ra luôn, nó như thế này. Do vậy anh em mà làm sửa chữa mà cần những cái nó không hỏng gen hoặc độ bền hơn thì tôi nghĩ phiên bản này ok cho anh em. Nhanh gọn nhẹ nữa là một chiếc Tunovit của Panasonic không dây, chạy điện, 1.700.000 đồng. Là sau tôi sẽ review cho. Và cái này nữa là 570 trừ đi 57.000 là còn 500.000. 520.000, à 510.000. Phiên bản này là phiên bản rốt nát của Nhật và dùng cho phòng sạch, hoặc là anh em đặc biệt là làm trong những cái môi trường ví dụ như hóa chất, hoặc là nói chung là chất trong môi trường nó dầu mỡ nhiều thì dùng cái nhựa này là ok nhất này. Và đặc biệt là cái này dùng trong phòng sạch rất là hay, và có thể điều chỉnh được khí anh em nhé. Ở điều trên này nó như AG50 ấy, và giá của nó là 570.000 là được khuyến mại đấy, thì còn 510.000 Zoplas Made in Japan. Phiên bản này rất là nhẹ và cũng điều chỉnh được khí, cũng là VIP Pro rồi. Cảm ơn anh em, và nếu đang xem video này, đây là chương trình khuyến mại và có thời gian trong khoảng một tuần hoặc hơn một tuần một chút sẽ thông báo ở anh em ở dưới, vì cái này chưa public video, do vậy sẽ có những thời hạn ở phía dưới phần miêu tả. Anh em đang xem thì xin cho một nút like và share, đặc biệt là đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin hơn. Ngoài ra nữa thì showroom của chúng tôi đang còn rất nhiều, để tôi có thể quay cho anh em nhìn thấy rõ hơn. Và tôi sẽ ra lần lượt video cho anh em. Còn rất nhiều. Đó. Hiện tại video kho còn rất nhiều. Rất mong anh em ủng hộ tất cả những cái chương trình này, và hiện tại Công Cụ TV cũng như HTGood hoặc là trên benma.vn đang là rất nhiều các cái sản phẩm thông tin đấy. Đều là những cái hàng xuất xứ của Nhật, Đức, Pháp và Thụy Sĩ, không có hàng Trung Quốc. Và tất nhiên rằng ấy là luôn luôn trong chính sách bảo hành, và tất cả là sản phẩm HTGood đã nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Showroom hàng đầu của Hà Nội, chưa ở đâu có showroom như này cả. Rất mong anh em ủng hộ, và những cái chính sách giá tốt chương trình khuyến mại gửi cho anh em, đặt hàng miễn phí ship toàn quốc. Cảm ơn anh em và hẹn anh em vào video sau.